xinh, rất là đẹp nè. À, cô xin chào mừng tất cả các con nhé. Mình ổn định chỗ ngồi chưa? À, cô đối với con là mình ở đây hôm nay là mình tập trung tại sân trường mình. Để mình làm gì vậy con? Để mình làm gì biết không? À, để mình chào mừng xuân mới. À, thế bây giờ đố các con nào mùa xuân có những ngày gì mà rất là đặc biệt, rất là vui nè con? Ngày gì? Ngày Tết, đúng rồi. Bây giờ các con có thuộc một bài hát nào về ngày Tết không? Cô và các con cùng hát nha. Tết đến rồi, hai, ba. Một bạn nè hát và các con mình cùng hát, cùng vỗ tay theo cho thật là vui, thật là rộn ràng sân trường mình luôn nha. Bánh trưng xanh hai ba. Bánh cũng có bé là tuy bé lớn rồi nhưng bé vẫn thích lì xì. À, các con có được thích lì xì không? À, có bạn lớn rồi nhưng mà vẫn thích lì xì đúng không? À, lì xì cho mình vui vẻ, mình mau lớn đúng không nè? À, bây giờ cô mời tất cả các con mình ngồi thật là đẹp, thật là ngay ngắn cho chương trình Xuân Yêu Thương của trường mình bắt đầu nha. Dạ, xin chào mừng quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn trường mầm non đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép cô xin gửi đến toàn thể quý vị và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc an khang cùng một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu và các bậc phụ huynh có mặt trong chương trình ngày hôm nay, hòa trong không khí rộn ràng, vui tươi, mùa xuân đang diễn ra để chào một năm mới. Và cũng là dịp để các bé thể hiện tài năng của mình. Và ngay sau đây xin chương trình Xuân Yêu Thương xin được phép bắt đầu. Xuân đến đây khiến ta càng nhớ nhất đây. Xuân đã dành đường đi.
là xuân hè.